Và Trần Quang xin mến chào gia đình Rai Sai BF thân thương. Hôm nay đúng là ngày thứ bảy và ngày 20 tháng 11 phải không? Hôm nay là cái ngày mà ngày nhà giáo Việt Nam. Những ai là học sinh thì đều gửi những cái lời tốt đẹp nhất đến những thầy, những cô giáo của mình. Chúc cho các thầy, các cô giáo một cái ngày 20 tháng 11 tràn đầy hạnh phúc và có rất là nhiều cái niềm vui, và những cái đứa học trò, những cái em học trò luôn luôn thương yêu và luôn luôn mong nhớ đến thầy cô. Xin cảm ơn. Và hôm nay thì Ngọc Phạm cũng xin được chào gia đình Rai Sai BF và chúc ra gia đình ta một cái ngày 20 tháng 11 những ai là thầy cô giáo thì cũng thật là hạnh phúc, trong đó có gia đình nhà anh Nguyên Ngô, rồi chị em Tuyển Phạm, cô giáo Cát Phạm và rất là nhiều cô giáo Chứng Hoàng, gia đình của thầy giáo Lục Hoan, rất là nhiều người trong gia đình Rai Sai BF là thầy cô giáo, và chúc một ngày thật hạnh phúc. Xin mời Trần Quang. Rồi, cho chúng tôi gửi lời chào quý vị. Thưa quý anh chị em, hôm nay là tối thứ bảy đây. Thường thì chúng ta có câu chuyện tào lao của bác Lúa Mười đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng tôi xin cứu lại một đợt khác. Lý do là chúng ta có nhiều câu chuyện quan trọng hơn. Thực sự thì đó chính là chúng ta muốn nói về cái chuyện Joe Biden đang cầm đèn chạy trước ô tô. Cái câu chuyện về em Kyle Rittenhouse vẫn chưa có chấm dứt. Mấy ngày nay thì những con rối của Hollywood đó, người ta đang run rẩy khóc lóc vì cậu bé Rittenhouse được trắng án. Và tất nhiên thì họ tuyên bố, họ nói rằng là họ khóc cho đất nước này để trong ngoặc. Quý vị nghe giống y như là đang khóc cha khóc mẹ vậy phải không? Nghe quen quen. Nhưng mà đám chiến binh văn hóa này của cánh tả nó lo sợ là biết đâu 3 năm nữa Rittenhouse sẽ làm cảnh sát. Bây giờ nó 18 rồi, người thì đi xa hơn gọi là mai mốt sẽ có thượng nghị sĩ Kyle Rittenhouse. Hoặc là cô nàng Alyssa Milano, người gốc Ý nổi tiếng, thì với những cái cảnh nóng ở trên màn hình đã từng làm tình làm tội với ma cà rồng, thì đã chửi rủa chiếc TV của mình khi phán quyết của tòa được đọc lên. Quý vị coi đâu đó có rất là nhiều hình ảnh cho thấy rằng là người ta ở bên ngoài, người ta giải đành đạch, thằng Quang dùng cái từ như vậy, giải đành đạch, ngã xuống rồi đập chân đập tay rồi tu tréo đồ này nọ. Nhưng mà thưa quý vị, chuyện nào thì không biết, nhưng mà với cái chuyện mà Phạm có cho coi mấy cái hình của mấy cái cánh tả mà ở okay. Kia thưa quý anh chị em, là đây là những cái người mà chúng tôi nói rằng là cái đám chiến binh văn hóa họ rất là lầm hùng lầm hổ trong những ngày này. Và trong khi đó thì ở bên phía của chúng ta, ông thượng nghị sĩ Tom Cotton, ông nói một câu rất rõ ràng: Joe Biden need to publicly apologize to Kyle Rittenhouse. Joe Biden cần phải công khai xin lỗi em Kyle Rittenhouse. Hay nói nôm na, xin lỗi cả gia đình em. Và quý vị cứ tin đi, chờ đợi đi. Tổng thống Trump thì chúc mừng Kyle Rittenhouse vô tội, vì ông nói rằng là tìm thấy sự vô tội với tất cả các cáo buộc.
Nếu ông nói rằng đây không phải là self defense, không phải là tự vệ, thì còn cái gì mới gọi là tự vệ nữa? Các video cho thấy, sở dĩ chúng tôi nói là cái đám thiên tả này nó khóc cha khóc mẹ là bởi vì nó khóc theo thói quen. Chứ thật sự vụ án này họ thừa biết chắc rằng họ không thể nào thắng được. Các cái bằng chứng rất là rõ ràng cho thấy Cao bị rượt đuổi trong cái đêm bạo loạn đó. Và em phải, nếu không có cái cây AR-15 của em, thì bây giờ đây em đã thành con ma sống lang thang một nơi nào đó. Cho nên là rõ ràng Joe Biden và đám cánh tả đã nợ gia đình Cao một lời xin lỗi. Nhưng bây giờ đây để chúng ta coi thử thử bà Wendy Greenhouse sẽ làm gì, bởi vì bà có đủ tư cách pháp nhân để mà đại diện cho em thưa kiện với cái lúc em 17 tuổi về những cái sự việc mà tất cả một cái system của đảng Dân Chủ vì cái chuyện tranh phiếu, vì cái chuyện để được vào tòa Bạch Ốc, họ mượn cái hình ảnh, mượn cái câu chuyện em là một nạn nhân biến em thành một tội phạm. Trong khi đó chưa có một cái phán quyết nào, mọi người đều vô tội trước tòa án. Cho nên ông thẩm phán ông nói rất là rõ ràng, chúng ta nên gọi đây là một cái shooting case và không có ai có tội cho đến khi có một phiên tòa rõ ràng. Và bây giờ đây thì bằng chứng cho thấy được rằng phiên tòa đã nói em vô tội, thì em có thể dùng những cái bằng chứng đó để mà tố ngược lại ở trên cái thế Call Offense, tố ngược lại tất cả những cái gì mà em đã trải qua trong một năm vừa rồi. Với tinh thần đó, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một bài viết Joe Biden cầm đèn chạy trước ô tô rất là hay. Chúng tôi sẽ đi vào cái phần đó, phần cuối của chương trình. Cho Trần Quang uống miếng nước. Rồi hôm nay Ngọc Phạm xin mến chào chị Châu Lê Nguyên. Chị Châu Lê Nguyên và chị Quý Đặng, hôm nay Ngọc Phạm đưa cái màn hình để cho mọi người thấy. Hôm nay các chị đã gặp nhau ở tại nhà chị Châu Lê Nguyên. Chị Ngọc Phạm đã lấy một cái hình ảnh chị Châu Lê Nguyên cung cấp đưa cho Ngọc Phạm, và một cái hình ảnh đó là chị Quý Đặng và chị Châu Lê Nguyên đang chụp hình ở tại nhà chị Châu Lê Nguyên. Chị Từ Canh, các chị thấy không? Giống y người mẫu, hai người mẫu đang đứng bên nhau. Mặc người mặc áo đỏ, quần đỏ là chị Châu Lê Nguyên, người áo trắng quần tây bình thường đó là chị Quý Đặng. Đấy, hai chị yêu ở Florida. Gia đình chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai chị cây cao bóng cả trong nhà của Rise IBF. Rồi xin mến chào anh Vui Đỗ. Anh này, anh Vui Đỗ cũng còn sớm. Mến chào em Liễu Nguyễn. Em Liễu Nguyễn ơi, bây giờ ông xã em đã đỡ nhiều chưa? Cho anh chị cầu nguyện mong ông xã nhà em nhanh khỏi bệnh nha em. Rồi để chuẩn bị phải cố gắng là phải bồi dưỡng sau khi mổ tim thì phải chăm sóc rất là đặc biệt, phải không em? Rồi cố gắng em. Rồi xin mến chào chị Kim Thoa Phạm. Chị Kim Thoa Phạm đã vào. Mến chào em Yến Nhi coi. Rồi mến chào chị Jenny Werner. Mến chào em Phương Trần. Mến chào chị Cát Phạm. Chị Cát Phạm hôm nay không đến nhà chị Châu Lê Nguyên phải không chị Cát Phạm? Rồi xin mến chào anh Andy Huỳnh. Xin mến chào Nancy Đoàn. Xin mến chào chị Trứng Hoàng. Xin mến chào em Thanh Văn. Hôm nay em Thanh Văn cũng vào sớm. Rồi xin chào tất cả gia đình mình. Rồi cho Trần Quang quay trở lại chương trình bằng một vài cái điểm tin. Thưa quý anh chị em, trước khi điểm tin thì cho Trần Quang một lần nữa cảm ơn anh Nguyên Ngô đã design cho chúng tôi một cái hình mới. Đó là hình của Ngọc Phạm Trần Quang được chụp chung ở trên cái nền Happy Thanksgiving to RSBF. Và có cả ông bà 45 nữa. Thiệt là vinh dự. Và đâu đó chúng tôi thấy những cái comment nói rằng là nghe lại bản nhạc một xíu thôi, chút thôi. Có người nói rằng đây là hai cặp hạnh phúc nhất phải không quý vị? Chúng tôi cũng nghĩ chắc là như vậy đó, bởi vì thấy Ngọc Phạm và Đặng Quang luôn luôn cười. Và bên cạnh đó, ông bà 45 cũng vậy. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ ông bà và hy vọng sẽ có ngày gặp lại, và ngày gần nhất đó là December 18. Cầu nguyện. Sẽ gặp tất cả anh chị em của RSBF tham dự vào trong cái MAGA Tour của Bill O'Reilly và ông Donald 45 tại Downtown Houston, Toyota. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ có những ngày vui ở bên Texas, bởi vì chúng ta đã lên một cái lịch rồi. Đến nhà ai, ăn ở đâu và sinh hoạt như thế nào, chúng tôi lên một cái lịch trong 10 ngày đi thăm viếng anh chị em RSBF mình. Và chúng tôi cũng đã có liên lạc, chỉ nói trước vậy để cho quý vị biết.
và cũng không có lo lắng gì lắm, bởi vì chúng ta có cái phone, cho nên đi tới đâu thì chúng tôi cố gắng thu giữ những hình ảnh nào đó, và chúng tôi cũng có kế hoạch đi xuống biên giới đèo Rio nữa, cho nên là thu gửi lại những hình ảnh nào đó để gửi đến cho quý vị coi, và chúng tôi cố gắng giữ cái chương trình in good shape. Okay. Tuy nhiên, một lần nữa chúng tôi xin nói lại, chương trình tuần này có chút ít thay đổi, đó là chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị hàng đêm vào tối nay, tối mai là thứ Chủ nhật, nhưng mà qua thứ hai nữa chúng tôi vẫn làm chương trình, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nhưng mà thứ bảy Chủ nhật tuần sau Ngọc Phạm và Trần Quang xin phép được off 2 ngày bởi vì chúng tôi có khách. Và qua thứ hai kế tiếp thì chúng tôi lại lên lịch trở lại với quý vị, có nghĩa là gì, nghỉ 2 ngày thứ bảy Chủ nhật nhưng mà bù lại 2 ngày thứ hai, coi như què không quý vị. Rồi, cho Trần Quang đi vào một số điểm tin, sau đó thì một vài phần bình luận, và cuối cùng thì là các bài viết rất là hay ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Hôm nay có những bản tin từ thế giới như sau: Belarus đã dọn sạch các cái trại của người di cư biên giới ở Ba Lan. Quý vị biết đây là vấn đề nhức đầu của Ba Lan, nó không có giống như cái biên giới ở đây. Joe Biden nói rằng I am the nice guy, cứ vào đây đi. Và quý vị biết trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây, những đoàn caravan khác đang tiến về nước Mỹ, vì họ biết rằng biết đâu lọt được vào Hoa Kỳ thì có được 450.000 đô la. Còn nếu thậm chí không có thì biết đâu thằng khùng khùng Hunter nó cũng vẽ cho một tấm tranh, đem bán bậy bạ thì cũng kiếm được 500.000. Người di cư vốn được đưa đến đây để áp lực lên EU. Ông Tổng thống Alexander Lukashenko trước đó đã đề nghị với một kế hoạch theo dõi. Theo đó, EU tiếp nhận 2.000 di cư, chủ yếu là từ Iraq, trong khi Belarus đưa 5.000 người về nước. EU chưa có đưa ra phản hồi chính thức về việc này. Bản tin thứ hai có liên hệ đến câu chuyện của Alibaba. Quý vị có biết là Alibaba là ông Jack Ma đó, đó. Bây giờ đây, ổng là sở hữu chủ của cái tuần báo mà chúng ta gọi là tuần báo cánh hữu. Đó chính là cái tờ Bưu điện Hoa Nam. Okay. Cho nên, cái ban biên tập thì họ vẫn giữ cái tinh thần của cái tờ báo như cũ. Nhưng mà khi họ bình luận về đất nước mẹ của họ là Trung Hoa, ông Alibaba không thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của Đảng Cộng sản Trung Quốc được. Cho nên nghe Hoàn Cầu Thời báo hay là nghe cái tờ Bưu điện Hoa Nam cũng chỉ nghe để mà nghe mà thôi. Cho nên đừng có tin họ lắm. Okay. Vậy thì sao? Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc là Alibaba đã không đạt được cái mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, khiến cho quý 3 trong bối cảnh các quy định mới của Đảng Cộng sản và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, gây khó khăn cho hãng. Doanh thu chỉ tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Chậm nhất là trong 6 quý qua, công ty đã cắt giảm triển vọng cho cả năm tài chính sau kết quả đáng thất vọng này. Bản tin thứ 3 có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm lãi suất cơ bản 1% xuống còn 15%, khiến cho đồng lira giảm mạnh xuống tới mức thấp kỷ lục. Đây là lần thứ 3 ông thống đốc Sarah Cavusoglu đã cắt giảm lãi suất kể từ tháng 9. Chắc chắn là theo lệnh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Trái ngược lại với kiến thức thông thường và giới chuyên gia, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cắt giảm lãi suất sẽ kiềm chế lạm phát. Bản tin thứ 4 liên quan đến vaccine, đó là AstraZeneca cho biết loại thuốc kháng sinh COVID-19 mới của họ có hiệu quả 88% trong việc làm giảm nguy cơ triệu chứng trung bình từ nhẹ phát nặng. Hãng cho biết một nghiên cứu với liều lượng khác cho thấy cái thuốc hiệu quả 83% trong việc làm giảm nguy cơ phát triển COVID và triệu chứng trong ít nhất 6 tháng. Người lao động nhập cư tay nghề thấp trong một số ngành ở Nhật Bản sẽ được phép đăng ký ở lại nước này vô thời hạn và gia đình của họ bắt đầu từ năm 2022. Nước này đây đến miễn cưỡng nhập cư cho dù họ đang thiếu lao động trẻ. Người lao động trong 14 lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, điều dưỡng trước đây đã được phép ở lại đến 5 năm không đi kèm với gia đình. Và bản tin cuối cùng đó là hãng Reuters của Mỹ cho biết các nhà nhập khẩu dầu thô lớn bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã mở kho dự trữ của họ và giúp kiềm chế giá năng lượng tăng vọt. Và ông Joe Biden cũng chỉ đạo cho Ủy ban Thương mại Liên bang, một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, điều tra xem liệu các công ty dầu khí có đang cố tình giữ giá cao bất hợp pháp hay không, với lý do có số bằng chứng về hành vi phản bội lại người tiêu dùng, có nghĩa là giá nó tăng quá. Ai cũng biết rằng khi mà
cái chính sách độc lập về năng lượng của ông Donald Trump bị hủy diệt để cho trở thành phụ thuộc vào họ, thì bây giờ đây phải quỳ xuống bằng đầu gối mà lại cái đám OPEC mà thôi. Cho Trang Quang uống với nước rồi quay trở lại chương trình. Rồi, cảm ơn anh Sư Phan đã vào, chị Quan Nguyễn cũng đã vào. Và anh Sư Phan này luôn luôn nhắn nhủ gia đình mình hãy bấm cái kịch cái khi vào nhà. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mến chào chị học anh Thọ Đỗ, mến chào chị Hải Vũ, mến chào bác Huệ Trần, mến chào chị Mai Phạm, mến chào chị Trung Thu Nguyễn, mến chào anh Nhân Đề Huỳnh, mến chào chị Quý Đặng, rồi chị Phương Trần, chị Hoa Mai Phạm. Xin mến chào anh Hưởng Trần cũng đã vào rồi, xin chào tất cả luôn. Rồi, có các anh Duy hoặc Duy hay là Duy Đỗ mà không biết anh hay chị rồi, xin mến chào. Trước khi đi tiếp chương trình cho Ngọc Phạm và Trang Quang, xin mời anh chị em đã ghi danh vào Kim Phạm Cali thì nên ghi tiếp vào hai cái ngôi nhà nhỏ đó là ISBF và ISBS. Hai cái nơi này là hai cái nơi rất cần thiết để chúng ta khi gặp cái cảnh trái gió trở trời. Cho nên không có tiếc gì một cái surprise. Xin quý anh chị em lỡ thương thì thương cho nốt, có nghĩa là sign up vào hai cái ISBF và ISBS này để chúng ta có đủ số lượng mà live chat thường xuyên trong tương lai. Bây giờ đây cho Trần Quang quanh trở lại một số vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng có thể có nhiều người bị hiểu lầm. Vấn đề thứ nhất đó là câu chuyện của hãng xe VinFast mà người ta gọi là VinFast. Cho chúng tôi nhanh chóng update một số thông tin như thế này. Có rất là nhiều người nghĩ rằng tại làm sao VinFast đi mời một người U60 nhão hết rồi quý vị, làm người mẫu cho cái công ty xe của họ đứng trước hai chiếc xe LL. Có biết bao nhiêu cô gái đẹp. Tại sao họ chọn Nguyễn Cao Kỳ Duyên? Rồi họ mới lý luận như thế này. Nếu như mà muốn bỏ tiền ra thì biết bao nhiêu người trẻ đẹp. Thường thường quý vị thấy các model cho các cái xe 18, đôi mươi, 2, 30. Không có ai mượn U60 cả. Đã U60 rồi mà còn lại cặp kè với trịnh hội nữa. Cho nên cái uy tín nó càng xuống càng thấp. Thế tại sao họ vẫn mời? Họ mời là bởi vì họ muốn giới thiệu cái xe này tại nước Mỹ cho người dân trong nước. Khách hàng của họ là người dân trong nước. Nhưng có rất là nhiều người cứ nghĩ rằng họ nhắm vào cộng đồng Việt Nam đây ở bán. Thưa quý anh chị em, có bao giờ mà bạn nghĩ rằng hãng xe VinFast đem qua đây để focus cho cộng đồng người Việt ở đây không? Never. Người Việt ở đây không có bao giờ đi mua xe VinFast cả. Bởi vì sao? Họ đều biết cái hãng xe đó nó bị trục trặc như thế nào trong quá khứ. Vậy thì đem chuông đi đánh xứ người hay là thoát ra khỏi cái ao làng vươn ra biển lớn mà chọn người mẫu Nguyễn Cao Kỳ Duyên là bởi vì chỉ có một cái nơi mà cô ta có thể sống được, đó là đất nước Việt Nam. Đã từng quanh trở về sống làm ăn và ở nhà hàng, và còn một nơi nữa để bám víu trong tương lai, đó là công ty Paris by Night Lexus. Rồi chúng tôi cắt cái câu chuyện đó ở đây, không có đáng để chúng ta phải bàn tới bàn lui. Nhưng mà vì có nhiều người hiểu lầm cho nên chúng ta phải đính chính cái chỗ đó trên cái quan điểm của chúng ta. Đó là Nguyễn Cao Kỳ Duyên đứng ra quảng cáo cho xe VinFast để họ bán cho dân ở trong nước chứ không phải là dân hải ngoại. Okay. Giống như cái dạng ở bên Úc, quý vị nghe nó hãng xe này xe nọ theo cái kiểu là gì quý vị? Tưng bừng khai trương và âm thầm về tiền. Sau đó bán lỗ bán tháo lại cho công ty nhà nước để đòi bù lỗ rồi sao? Okay. Và không ai xa lạ, chính người em của ông Vượng là ông Vũ, Phạm Nhật Vũ dính vào cái vụ y bon như vậy với công ty AVG và cái gì đó. Bây giờ thì đang nằm trong họp. Okay. Câu chuyện thứ hai, đó là câu chuyện chuyển giao quyền lực, cũng lại là một sự hiểu lầm nữa. Thưa quý anh chị em, khi mà chúng tôi nói với quý vị, chuyện nhỏ như con thỏ, có nghĩa là gì? Chúng ta biết chắc một điều, khi một con rùa già được ai đó bỏ lên trên cây cột, có nghĩa là bản thân nó không leo lên được, thì họ bỏ nó lên tới đó, và nó chỉ có quơ bốn cái chân thôi.
tới không được mà lui không được, vậy thì muốn đem nó xuống lúc nào hay là ai ló lên ngồi chỗ đó là chuyện easy, không có gì khó khăn cả. Cho nên cái chuyện ông đi bệnh viện một ngày rồi giao lại cho bà, ví dụ như có ai đó người ta bàn luận, người ta nói là cái mã số nguyên tử gì đó để bấm với ai đó, rồi ông Joe Biden đi rồi phải giao lại cho mọi người, nên nhớ một điều, hai cái mã số nó khác nhau. Cái của bà phó nó chỉ có hiệu lực khi nào cái của ông trưởng không sử dụng được, chứ không phải là hai cái cùng một giống như nhau. Và chúng ta cũng không nên bàn sau chuyện đó, nhưng chúng ta hiểu một điều chắc chắn như thế này: họ đang đánh bóng lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có một nữ tổng thống, mặc dù quyền, là quyền. Quyền. Cho nên là cái thời gian bà làm quyền tổng thống đó đó bao lâu không cần biết, và có làm được chuyện gì không cũng không quan trọng, chỉ biết là có mà thôi. Nhưng có phải đâu đó hôm tháng 3 khi mà ông leo lên leo xuống cái xe té cái chiếc cầu thang Airport One té lên té xuống, thì ông 45 nhà mình cũng đã từng chọc ổng. Ổng không có đủ sức làm tổng thống lâu đời đâu. Cho nên quý vị chờ đi, sắp tới bà phó sẽ lên thay. Những cái câu nó đùa như vậy, nhưng mà thật sự ngay từ đầu khi mà ông Joe Biden bước vào tòa Bạch Ốc với cái tuổi 78, chúng tôi đã nói về cái việc cái system của họ sẽ chuyển giao quyền lực bất cứ lúc nào, từ nay cho đến hết cái nhiệm kỳ 2024. Ông làm 4 năm mà, ông Mike Pence gõ búa cho ông làm 4 năm. Vậy thì chúng ta mới nói rằng cái gì? Nuốt nước mắt mà đi cho hết cái đoạn trường cay đắng này. Bởi vì sao? Chuyện quyền là trong tay của họ, họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và họ đang diễn tuồng. Diễn tuồng gì quý vị? Tập sự, tập làm thử, cái gì cũng vậy, cho chạy thử để cho dân nó quen đi, mai mốt làm thiệt người ta không có ngỡ ngàng. Đặng Quang nói như vậy thì người mọi người sẽ hiểu được rằng không có gì để mà chúng ta phải quan tâm nhiều về vấn đề này cả. Có nghĩa là chuyện họ đang, ổng có đi bệnh viện thiệt và bà có nắm quyền thiệt, nhưng mà chuyện đó không có quan trọng, coi như một việc tập sự để cho mai mốt chuyện đó nó thành sự thật, thì không mọi người ngỡ ngàng, không có gì ngỡ ngàng cả. Đặng Quang nói hai lần là bởi vì đó chính là cái ý tập dược để cho nó thành thói quen và không có tạo cho mọi người. Điều quan trọng thứ ba nữa, khi mà nói về cái vụ án này đó, nhiều người nói rằng cả đất nước này, quý vị nghĩ rằng đi, nếu như những anh chàng mà bị bắn chết đó, mà da đen, thử coi thì chưa chắc đã có cái phán quyết như thế này. Và một điều nữa, nếu như vụ án này mà xảy ra tổng thống đương nhiệm là ông Donald Trump, thì quý vị thấy mấy ngày nay ra làm sao? Quý vị chỉ nghe đâu đó ở trên Portland, Oregon, nó đang quậy phá bậy bạ gì đó, và vệ binh của quốc gia cũng đã chuẩn bị rất là sẵn sàng. Cho nên chúng tôi muốn đính chính những cái việc từ cái chuyện VinFast qua chuyện chuyển giao quyền lực cho đến chuyện Kyle Rittenhouse, để cho quý vị thấy rằng không khéo tụi nó sẽ tung quả mù dẫn chúng ta đến một suy nghĩ không có đúng. Làm qua không biết nữa. Rồi, anh Văn Phạm nói rất đúng, đó là gì? Nuốt nước mắt mà đi. Rồi, xin cảm ơn anh. Lời bình luận rất là ngắn gọn nhưng mà rất là xúc tích. À, hôm nay là chị Cát Phạm mà không có đi cùng với chị Quý Đặng và Châu Lê Nguyên phải không? Rồi, nhưng mà không sao, các chị gần nhau thì có nhiều cơ hội để gặp nhau. Rồi, xin mời Trần Quang. Trần Quang sẽ trở lại chương trình bằng một cái thông báo của Tổng thống Donald Trump. Ông nói rằng nếu đó không phải là một sự tự vệ thì không có gì được gọi là tự vệ nữa. Trong một tuyên bố ngắn gọn được đưa ra vào tối thứ Sáu tối hôm qua, thông qua của Ủy ban Hành động Chính trị của mình, ông Donald 45 đã tuyên bố ủng hộ Kyle Rittenhouse, người được tuyên trắng án về tội giết người và 4 cái tội danh khác ở trong phòng xử án ở Kenosha, Wisconsin hồi sáng hôm nay. Thưa quý vị cũng biết được rằng khi ông còn làm tổng thống, khi được nghe cái sự kiện này, ông đã triệu Kyle Rittenhouse tới và đeo cái medal cho em để vinh danh những cậu bé trẻ nhưng mà rất là anh hùng. Vì vậy chúng tôi có làm một câu chuyện anh hùng xuất thiếu niên. Và sẵn nhân đây thưa quý vị, tại làm sao chương trình của gia đình RSBF nó khác người ta ở cái chỗ là chúng ta bám vào những cái nguồn tin, nó có tính chất nâng dậy cái làn sóng đỏ. Bởi vì sao? Làn sóng xanh nó đang đẩy chúng ta, nó cướp chính quyền, nó lấy đi cái ghế của ông 45, chúng ta đi vào thế thủ
Vậy thì hãy gặp một cái thế nào để tạo chúng ta thành cái thế offense, để chúng ta chụp ngay cơ hội đó. Ví dụ 3-4 vị thị trưởng, thống đốc vừa thắng một cách vẻ vang, 30-40 năm nó toàn là xanh lè, bây giờ đây mình lái lại. Rồi một ông lái xe truck thắng, rồi một em bé có 7-8 tuổi đã gan dạ chống lại cái học khu, hay là chuyện của em Cole Rittenhouse đây, là những chuyện chúng ta cần bàn tới, lan rộng và đẩy tới cho nó mạnh. Chứ không có phải là ô bây giờ thắng được kiện rồi thì thôi, không phải thì thôi đâu quý vị. Chuyện nó còn rất là dài dòng. Và sau cái tuần lễ Long Weekend này, thứ hai tuần tới quý vị sẽ nghe những cái hồ sơ kiện đám cánh tả, các đài truyền hình và ngay cả ông Joe Biden của hai người rõ ràng đứng đơn, đó là Kyle Rittenhouse 18 tuổi và Wendy Rittenhouse kiện cho một đứa con của mình, lúc đó nó mới 17 tuổi mà thôi. Những cái vụ kiện đó sẽ là vụ kiện sống dậy, làm hừng hực cái lửa đấu tranh. Câu chuyện bây giờ không còn giữa cái chuyện Kyle Rittenhouse và một vài người bị phản kháng qua lại súng ống với nhau mà bỏ mạng nữa, mà là câu chuyện giữa cánh tả và cánh hữu, giữa cái ác và cái thiện, giữa tu chánh đáng thua hai và cái muốn hủy diệt nó. Bây giờ đây chúng ta ở cái thế offense. Nếu như câu chuyện này mà nó không đi đến đâu cả, cái quyền bảo vệ đất nước, quyền bảo vệ bản thân, quyền được giữ súng của mình để chống lại tội phạm khi bị tấn công, coi như bỏ sót. Ông 45 còn nói thêm điều gì quý vị? Xin chúc mừng Kyle Rittenhouse vì đã được minh oan, không có trách nhiệm gì cả về bất kỳ một cáo buộc nào. Nó được gọi là bị phát hiện không có bảo đảm. Và nhân tiện đó, nếu đó không phải là quyền tự vệ của con người thì chẳng có gì được cho là tự vệ cả. Hôm nay một buổi thẩm đoàn đã tuyên án trắng cho Kyle Rittenhouse về tất cả các báo cáo liên quan đến việc cậu ấy bắn chết hai người đàn ông và làm bị thương một người đàn ông thứ ba bằng súng trường bắn tự động trong các cuộc biểu tình công lý chủng tộc năm 2020 hỗn loạn ở Wisconsin. Xác định rằng thiếu niên này chỉ hành động để tự vệ cho bản thân mình. Ai cũng phải làm vậy khi bị dồn vào con đường cùng. Bộ thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã kết luận rằng cậu thanh niên Kyle Rittenhouse, 18 tuổi, đã không phạm tội về hai tội giết người, một tội cố ý giết người, hai tội liều lĩnh gây nguy hiểm cho sự an toàn trong các cuộc biểu tình đường phố do đốt phá, bạo loạn và cướp bóc vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 tại cái nơi làm việc, thành phố đẳng cấp của Kenosha. Rittenhouse đã khóc nức nở sau cái phán quyết và được đưa ra ngay sau khi thẩm phán báo cái phòng xử án nên im lặng hoặc bị hủy bỏ. Bồi thẩm đoàn đã nghị án trong 3 ngày rưỡi. Các cáo buộc chống lại và các cái tội danh đã được bác bỏ với thành kiến cậu ta được giải thoát khỏi cái ràng buộc của mình. Ông thẩm phán Bruce Schroeder đã nói trước tòa. Khi giải tán các bồi thẩm viên, ông Schroeder đã bảo đảm với tòa án sẽ thực hiện mọi biện pháp để giữ an toàn cho họ. Chúng tôi cũng thấy một cái video cho thấy cảnh sát, phó cảnh sát đã cùng với một đoàn cảnh sát khác đã đưa em đi vào phiên tòa, đi vào ra khỏi cái nhà, cái khu tòa và để đi về nhà. Phản ứng trước các phản ứng cái này, công tố viên Thomas Binger đã cho rằng bồi thẩm đoàn đã phát biểu mẹ của Rittenhouse đã ngồi cách anh ta vài bước chân trong băng ghế trong phòng xử án, đã thở hổn hển sung sướng, bắt đầu khóc khi thư ký đọc ra 5 bản án không có tội. Bà đã ôm những người xung quanh bà. Rất may mắn bồi thẩm đoàn cũng đã nghĩ như vậy. Tất cả chúng tôi, những người đã thật sự biết những gì xảy ra ở Kenosha năm ngoái, đều cho rằng đây là phán quyết chính xác. Và thống đốc bang, những tiểu bang lân cận cũng đã ủng hộ cho quyết định này. Thưa quý vị, vừa rồi là cái phần viết của Tổng thống Donald Trump về sự kiện Kyle Rittenhouse. Rồi, xin chào em Senator, giờ mới về phải không? Rồi, chào em. Chào, hiện nay còn chị Sarah Lee. Cũng thấy rất là nhiều khuôn mặt, trái tim và những trái tim gửi cho gia đình RCVF. Xin cảm ơn. Tiếp theo phần câu chuyện về Kyle Rittenhouse, bởi vì sao quý vị? Sau cái sự kiện đó, nó có những cái action response lại về những cái người ủng hộ và người chống đối. Và các cái bình luận cũng giống như các luật sư nhân quyền, người ta bắt đầu nhảy vào, người ta coi thử ở những khía cạnh nào và những chuyện gì có thể xảy ra next. Mời quý vị nghe một đoạn ở trên Prebar như sau.
ông Joe Biden, người đang gọi là đương kim tổng thống, có thể phải đối mặt với một vụ kiện mà lại phỉ báng dân sự từ gia đình của Kyle Rittenhouse. Quý vị nên nhớ, từ gia đình có nghĩa là từ bản thân em và từ mẹ em, những người vừa mới được tha bổng vì đã gọi cậu thanh niên này là cái người theo chủ nghĩa tối cao da trắng. Bây giờ đây tòa chứng minh là em không có theo chủ nghĩa da trắng, mà không có bằng chứng, vì trước khi Biden có thể được hưởng cái quyền miễn trừ của văn phòng tổng thống, Kyle Rittenhouse lúc đó là nhân vật của công chúng vì mục đích bôi nhọ luật pháp, và sẽ chứng minh rằng bất kỳ bị tố cáo nào đã hành động với ác ý thật sự, tức là khinh suất coi thường sự thật. Có thể cho rằng anh ta làm như vậy vì tuyên bố sai lầm của Joe Biden. Khi Biden đưa ra tuyên bố sai sự thật vào tháng 9 năm 2020, giờ đã trở nên khét tiếng, và hơn một tháng qua kể từ vụ xả súng năm 2020 mà Rittenhouse đã bị buộc tội trong vòng vài ngày. Ngay khi đó rõ ràng là không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố ban đầu của giới truyền thông rằng cậu ta là người theo chủ nghĩa tối cao của người da trắng. Trên tờ Prepa còn nói thêm là thông thường các tổng thống được miễn nhiễm với các vụ kiện dân sự vì những sơ suất được diễn ra trong thời gian họ tại vị. Nhưng như trường hợp khác tiếng trong vụ kiện quấy rối tình dục của cô Paula John chống lại ông tổng thống, cựu tổng thống Bill Clinton, đã cho thấy các tổng thống không được miễn nhiễm với những tội danh đã cam kết trước khi nhậm chức. Biden do đó có thể bị kiện bởi Rittenhouse. Quý vị nghe cái đoạn đó thì quý vị sẽ hiểu được rằng lúc ông Joe Biden tranh cử, ông lạm dụng, ông lợi dụng cái sự kiện này. Mặc dù ông là người da trắng, ba người bị bắn cũng là da trắng, em Cao này cũng là da trắng, ông biết trước không có cái chuyện kỳ thị trong này. Bây giờ em có một cái hồ sơ rất là tốt, và em ra đó với mục đích để bảo vệ cái cơ sở thương mại, cái chỗ mà bán xe đó thôi, cái dealer đó thôi. Và khi tình trạng xảy ra thì có chuyện như vậy. Biết như vậy, mọi chuyện nắm hết, suy nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng mà vẫn nói ngược lại, vẫn ác ý chà đạp một thanh niên mới, một thiếu niên mới có 17 tuổi bằng những cái lời lẽ, để làm chi? Đổ hết tội lên đầu ông Trump, đối thủ chính trị của mình, kẻ super quay, rồi những cái chuyện như là điên khùng rồi này nọ, quý vị biết đó. Cho nên vụ kiện này ông Joe Biden dứt khoát sẽ là bị đơn, trong khi Rittenhouse vẫn chưa biết anh ta sẽ kiện. Mẹ anh gần đây đã nói rõ ràng rằng Biden đã nói xấu con trai bà ở cái lúc em mới 17 tuổi, và bà có đủ cái tư cách pháp nhân để đại diện cho em đứng đơn một cách riêng biệt. Việc tuyên bố rằng trắng án cho Rittenhouse chỉ làm tăng thêm các chứng cứ. Biết như vậy, bây giờ đây được thêm tuyên bố trắng án nữa, thì có thêm, quý vị biết luật sư nhân quyền người ta rất là giỏi. Qua cái vụ hô trắng án cho Kyle Rittenhouse này, người ta sẽ gom hết tất cả các dữ kiện, người ta sẽ moi móc hết tất cả những gì từ năm ngoái năm nay, những đài truyền thông nào đã nói cái gì về em, ông Joe Biden đã nói cái gì về em, người ta làm một cái hồ sơ để xu cho người ta sút quần luôn. Ok, trước khi có phán quyết được phiên tòa xét xử sáng nay, Biden đã gây thiệt hại thêm tội của mình khi thư ký của báo chí gọi ông ta gọi bị cáo là người cảnh giác. Biden vẫn chưa xin lỗi điều này, và thay vào đó ông nói rằng ông rất tức giận và lo lắng trước phán quyết của bồi thẩm đoàn. Tội đã chồng thêm tội khi mà chưa làm tổng thống đã phạm tội. Bây giờ đây làm tổng thống và phiên tòa do người dân xử, rõ ràng em vô tội. Ông còn nói là ông không đồng ý với cái đó, và ông kêu gọi peaceful protest. Trong khoảng mấy nước rồi quay trở lại một cái phần nữa trước khi đi vào phần cuối của chương trình. Rồi anh Văn Phạm, anh ấy chắc làm thơ rất là hay, nhưng mà YouTube thì xóa mất rồi, nhưng mà Ngọc Phạm vẫn đọc được, chủ nhà đọc được, còn các anh ấy chị sẽ không đọc được. Hết đoạn đường cay đắng 7-8 tuổi, đời lú lẫn, mang nỗi nhục thiên thu. Joe Biden nếu không nói ngu, là cái nhục nước Mỹ. Khi để mụ cà ri nị nút sinh sát chúng sinh, ôi thật bất bình. Rồi xin cảm ơn anh, nhưng mà YouTube xóa rồi. Tôi Ngọc Phạm đọc là thấy ở trên tối mờ mờ, nhưng mà Ngọc Phạm đọc được, nhưng mà YouTube xóa rồi. Đã nhân mấy câu thơ của anh thì cho Trần Quang bổ sung thêm một ý kiến thế này nè. Đây chính là gia đình chúng ta đang tương tác với nhau đây. Đôi khi đó
khi mà Trần Quang nói đó thì chưa gặp những cái ý thế này, nhưng mà nếu gặp những cái ý của anh đây thì Trần Quang xin nói với anh mấy cái điểm như thế này này. Có phải là chúng ta đã từng nghe nói chính phủ Harris Biden đúng không? Họ mớm ra trước cho biết tôi đây lẩm cẩm rồi, tôi sẽ xuống trong bất lúc, cứ lúc nào. Trong lúc đi rally. Có phải chúng ta nghe như vậy không? Đây chính là chính phủ Harris Biden. Rồi quý vị có nghe nói là chính ông Joe Biden đã từng khen bà Kamala là thông minh hơn ông? Có không? Có. Bà đứng rất là thấp ở trong cái tín nhiệm. Nhưng mà đó, người ta đã sắp xếp để cho bà thế ổng thì cái việc, cái chuyện nó không có gì lạ. Và chúng ta vẫn thấy được họ đã mơm mớm khi mà họ nói về cái liên danh Harris Biden, ổng khen bà Kamala. Rồi còn gì nữa, bà là người đã ôm rất là nhiều cú phone với những nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Thay ông. Làm những cái việc mà đáng lý Joe Biden làm mà bà làm, mà bà làm phó mà bà làm. À, vậy thì sao? Người ta đã mớm trước cái con bài rồi. Ai sẽ lên thế cho mình? Nhưng mà nói thật với quý vị á, Joe Biden, Kamala hoặc là Kamala, Joe Biden, Biden, Harris, Biden, đối với chúng ta không có ăn nhậu gì cả. Đối với chúng ta là bám vào những cái làn sóng đỏ đang trỗi dậy, các cái vụ kiện mà chúng ta đang ở thế offense. Bởi vì sao? Cả một đám truyền thông, cả một đám chính trị gia, cả một đám celebrity, cả một đám Hollywood hù nhau dập một em bé như thế này mà không thành công. Không thành công có nghĩa là thất bại. Cao Rittenhouse vô tội có nghĩa là bọn nó có tội. Đơn giản như đang giỡn vậy thôi, chứ không có gì để mà nói cả. Thôi nói tóm lại là Joe Biden nếu không nói là ngu là cái nhục nước Mỹ. Mà thì sao quý vị? Ở đất nước này đã không phải nói rồi bỏ qua. Đất nước Hoa Kỳ là đất nước của thưa kiện. Nếu mày nói rằng tao có tội mà tòa xử tao vô tội, có nghĩa là bao nhiêu tội lỗi dồn hết về phía bay. Là Joe Biden, là nguyên cái đám celebrity, là truyền thông, là thổ tả. Quý vị có coi cái hình mà chúng tôi để cho quý vị thấy đó, một cậu bé non nớt ở bên trong nhìn ra, bên ngoài là một đám media và cái dây thòng lọng. Một tấm hình bằng nghìn lời nói. Chúng tôi bỏ tấm hình này lên mấy ngày trước khi có cái phán quyết, bởi vì chúng tôi biết được rằng đây là cuộc chiến đấu giữa người dân và cái đám media, giữa cánh hữu và cánh tả, giữa cái thiện và cái ác. Và nếu đến phần cuối của chương trình quý vị sẽ coi được những cái video, quý vị sẽ cảm thấy rất là xúc động trước một em bé 17 tuổi Colin Howe đã nói như thế nào trong phiên tòa. Trước khi đi vào phần cuối chương trình, cho Trần Quang đi tiếp một phần nữa. Lễ tạ ơn năm nay là một lễ tạ ơn lạm phát dưới thời ông Joe Biden đã đạt mức cao kỷ lục 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Buổi tối gia đình của lễ tạ ơn năm nay sẽ đắt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ok, cái gì cũng lên giá. Thanksgiving 2024, inflation. Okay. Và thưa quý vị, là chi phí trung bình cho một bữa tiệc lễ tạ ơn cổ điển, người ta nói cổ điển traditional thôi, đã tăng lên 53 đồng 31 xu, cao hơn 14% so với 46 đồng 90 xu của năm ngoái theo cái cục chi phí cho biết. Đây là mức chi phí cao nhất trong 36 năm khảo sát của cục nông trại. Chi phí trung bình vào năm 2019 trước khi đại dịch xảy ra là 48.91 đô la. Trong 5 năm trước khi đại dịch xảy ra, chi phí trung bình cho lễ tạ ơn có xu hướng giảm từ năm này sang năm khác, mặc dù nó đã tăng một xu vào năm 2019 so với năm 2018. Do đó, chi phí trong một bữa ăn trong lễ tạ ơn cho 10 người thấp hơn so với năm 2011. Lỗi đột ngột tăng chi phí gia cao trong lễ tạ ơn là nhờ vào chính các chính sách tài khoá lạm phát của Joe Biden, chứ nhờ để trong mặt quý vị, ông Joe Biden. Giá gà tây là một động lực lớn gây ra lạm phát trong lễ năm nay. Tuy nhiên, nếu như không có con gà tây trên bàn tiệc của mỗi gia đình là bởi vì chi phí trung bình vẫn tăng 6%. Theo cục trang trại, nó có một cái cục gọi là cục trang trại quý vị, tức là chuyên lo về nông trại đó. Và dưới đây là thành phần của bữa ăn truyền thống do cục trang trại đo lường cùng với giá cả thay đổi của gia chúng. Chi phí trung bình của mỗi quốc gia năm nay được tính toán bằng cách sử dụng 2.000 cuộc khảo sát đã hoàn thành với dữ liệu định giá 50 tiểu bang và ngay cả cái quốc gia gọi là Puerto Rico. Những người mua sắm tình nguyện của cục trang trại đã kiểm tra giá trực tiếp và trực tuyến
bằng cách ứng dụng vào trang web của cửa hàng tạp hóa, họ tìm được cái mức giá tốt nhất có thể mà không tận dụng các cái phiếu giảm giá khuyến mại đặc biệt hoặc các cái phiếu giao dịch mua hàng. Người dân Hoa Kỳ đã vô cùng cảm ơn để trong mặt ông Tùng thủng ăn cắp phiếu bãi đằng, và nhờ ơn của Đảng Cộng sản Dân chủ mà người dân Mỹ mới có ngày hôm nay. Xăng tăng, thực phẩm tăng, điện nước tăng, cái gì cũng tăng, chỉ có lương là không kịp tăng so với đà lạm phát mà thôi. Những ai đã bầu cho ông Joe Biden cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ không nào? Ây da! Chị Cát Phạm có comment như thế này rất là hay, nhưng mà nó cũng xóa. Rất mừng thấy gần đây cánh hữu có được nhiều chiến thắng khiến cho bọn cánh tả phải nuốt hận và kêu trời. Vậy mà nó xóa đó chị Cát Phạm. Ngọc Phạm đọc được. Rồi xin mến chào chị Vanessa Nguyễn, chị cũng mới vô. Xin mến chào chị Nga Lê, anh Phương Đỗ. Mến chào bác Huệ Trần. Rồi xin cảm ơn anh Andy Huỳnh, thì rất là cảm ơn là coi như là Hoa Kỳ còn có Khao Rittenhouse và em bé Bayona phải không? Coi như bé nhưng mà có võ phải không? Rồi xin cảm ơn. Thưa quý anh chị em, phần cuối chương trình chính là một bài viết ở trên Western Journal do bạn Nguyên Hương dịch. Chúng tôi xin chuyển tải lại đến quý vị. Và thưa quý anh chị em, trong cái phần viết này đó có một vài cái video, có ba cái video rất là đặc biệt, và chúng tôi nghĩ rằng nên minh họa bằng cái video để quý vị thấy được những gì đã và đang xảy ra đất nước này, cũng như những gì chúng ta sẽ tiếp tục làm trong những ngày sắp tới. Mở đầu bài viết, thưa quý anh chị em, có một cái đoạn như sau. Hãy xem ông Joe Biden lừa dối về chuyện của Kyle Rittenhouse như thế nào trước cái cuộc bầu cử năm 2020 và đang gánh chịu hậu quả. Phạm đang mở, đang mở minh họa về cái vấn đề em tự bào chữa cho em ở tại phiên tòa đấy, tức là Rittenhouse đấy. Mời quý vị coi cái video này chút xíu, chúng tôi im lặng để quý vị nghe. For our break anyway, you can just relax for a minute, sir. We're going to take a break about 10 minutes, and please don't talk about the case during the break. Read, watch, and listen on the economy. Thưa quý vị, đó là một đoạn chiếu ở trong một lần tự biện hộ, tự biện minh cho mình đó, cũng là một ông thẩm phán Bruce Schroeder. Và thưa quý vị, người ta nói rằng cái video vừa rồi, cái phiên tòa ở cái thời điểm đó đó đã làm cảm động rất là nhiều người cánh hữu, hay nói nôm na, nếu mà nói cánh hữu thì hơi quá, nói nôm na những người có chút lương tâm. Dĩ nhiên với bọn không thích thì nó cho rằng là em bé đang đóng kịch. Và quý vị thấy được đó, em khóc nghẹn ngào, nức nở đến nỗi không nói nên lời về cái sự kiện mà em bị khủng hoảng khi mà bị rượt đuổi ở trong cái đêm đó như thế nào. Và thưa quý anh chị em, là người ta nói rằng là coi thử ông Joe Biden đã lạm dụng cái sự kiện này để mà lừa dối cái sự kiện của câu chuyện Kyle Rittenhouse ở cái đêm bạo động đó, cái đêm nổ súng đó, trước cuộc bầu cử 2020 và hiện tại quả báo đang đến với ông. Hôm nay là ngày sinh nhật 79 tuổi của ông. Về mặt con người, chúng tôi cũng cầu mong ông đi xét nghiệm thành công, không có bệnh tật gì cả, ngoài cái chuyện run tay, run chân, tuổi già, sức yếu, ăn nói lập bập lập bát. Nhưng có điều, đã làm gì thì phải chịu trách nhiệm. Có người nói rằng Biden là người born to liar, tức là sinh ra đã là nói dối, hay nói nôm na là nói dối bẩm sinh. Quý vị nghe thử, ông Joe Biden đang là tâm điểm tấn công của giới truyền thông vì những lời dối trá trắng trợn được ông lặp đi lặp lại trong chiến dịch tranh cử 2020 về Kyle Rittenhouse, người đang được hầu tòa vì tội giết người. Phiên tòa là một thất bại lớn
với quá trình tố tụng, ngay cả khi các phương tiện truyền thông dòng chính lan truyền những tuyên bố ngày càng yếu ớt rằng Rittenhouse đã hành động ác ý khi bắn chết 3 người, giết 2 người dưới cuộc bạo động Kenosha, Wisconsin năm ngoái. Cho đến nay, nhân chứng của tiểu bang đã tiết lộ rằng một trong những người đàn ông bị Rittenhouse bắn trước đó đã cố gắng gì quý vị, giật súng của Cao. Một nhân chứng khác là Gail Grosscrew, một nạn nhân khác, chỉ nạn nhân đẻ trong ngoặc của Rittenhouse, đã thừa nhận rằng, thưa quý vị, khi chúng tôi nói chữ nạn nhân là cái vụ kiện này, câu chuyện người ta viết cái bài này ra trước khi phiên tòa có cái verdict là not guilty cho em. Cho nên quý vị phải hiểu câu chuyện chỗ đó. Đã thừa nhận rằng Rittenhouse lúc đó 17 tuổi, chỉ bắn vào anh ta sau khi anh ta chĩa một khẩu súng lục đã nạp đạn vào cậu thiếu niên. Quý vị đi ra tòa, quý vị tham dự làm bồi thẩm đoàn, chứ quý vị nghe cái thằng được gọi là nạn nhân, nó kể với mọi người, kể với ông Judge rằng nó chỉ khẩu súng lục đã lên nòng vào thằng Carl Rittenhouse, và thằng Carl Rittenhouse chỉ bắn nó khi mà thằng đó chĩa cái súng vào mà thôi. Vậy thì quý vị nghĩ ở cái thời điểm đó đó, đứa nào bóp cò trước? Thì đứa sống thôi. Thì đứa nó sống thôi. Rất may, ơn trên gia hộ, nó ra nó nói y như thiệt, không biết có uống lộn thuốc hay không. Một trong những khoảnh khắc đau đớn hơn của phiên tòa là khi chính Carl Rittenhouse đứng lên làm chứng, là cái câu chuyện hồi nãy quý vị coi đó. Em đã vỡ òa trong nước mắt để mô tả những cái thời khắc dẫn đến cái vụ nổ súng, giống như cái băng video cho thấy những kẻ bạo loạn đã đuổi theo bị đơn trước khi em cuối cùng buộc phải nổ súng tự vệ. Cái video đó rất ngắn, hay là Ngọc Phạm cho mọi người coi lại. Quý vị mời quý vị coi lại cái video này một xíu. Chưa được một phút. That's right, run. This is right. Hey, thanks for our break. Anyway, you can just relax for a minute, sir. We're going to take a break about 10 minutes, and please don't talk about the case during the break. Read, watch, or listen on the economy. Giờ thưa quý anh chị em, là quý vị có nghe Cao nói cái gì, khóc cái gì không? Bởi vì nghe không rõ, bởi vì chỉ có khóc mà thôi. Khóc là những người chung quanh người ta nghẹn ngào. Và quý vị có nghĩ rằng một em bé 17 tuổi có thể đóng được cái kịch này hay không? Đó chính là cái mấu chốt dẫn đến quyết định của các bồi thẩm viên để họ say yes or no về cái đề guilty or not guilty. Cho nên khi mà cái acquitted nó ra, cái verdict nó ra mà he's not acquitted đó, để quý vị thấy được đó, là mọi người đều chúc mừng là những gì họ suy nghĩ đã thành sự thật. Còn gì nữa? Một trong những khoảnh khắc đau đớn đó chính là cái video vừa rồi quý vị coi, cái bằng chứng nó thấy rõ ràng những kẻ bạo loạn đã đuổi theo em trước khi em phải nổ súng để tự vệ. Tiếp theo đây, ông Biden lẽ ra không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Chúng tôi dùng cái câu này để làm cái tiêu đề cho cái câu chuyện ngày hôm nay. Lẽ ra ông không nên làm như vậy. Có thiếu gì cách để mà tranh cử? Đây là đất nước của tự do. Nếu chúng ta có tài, có cán, có phương hướng, có kế hoạch làm cho đất nước này phát triển, thì cứ dùng hình thức đấu tranh nghị trường. Cứ nói một cách ngon lành, nếu tôi làm tổng thống thì tôi sẽ làm cái gì để người dân nghe có lọt lỗ tai hay không? Và người ta sẽ bỏ phiếu cho ông. Okay. Ông đã cầm đèn chạy trước ô tô vào năm ngoái khi ông tận dụng cái vụ án Carl Rittenhouse để củng cố câu chuyện rằng ông 45 khi đó đã có thiện cảm với những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Giờ đây khi ông ấy đang tại chức, tức là câu chuyện đó là khi ông đó đang tại chức, những lời nói dối về Carl Rittenhouse và ông 45 đang quay trở lại cấu xé ông ta. Vào tháng 8 2020, chỉ vài ngày sau vụ xả súng của Rittenhouse, ông Biden đã được Anderson Cooper của CNN hỏi tại sao ông ấy nghĩ rằng ông Trump vẫn chưa nói công khai về cái vụ cảnh sát bắn Jacob Blake, điều đã gây ra bạo loạn ngay từ đầu. Ông Biden nói rằng Rittenhouse là một phần của lực lượng dân quân của ông Trump.
Và ông Trump không muốn tố cáo những người theo chủ nghĩa thượng tôn giả trắng. Chỉ cần lôi những cái video đây ra cũng đã kiện Joe Biden suốt quần rồi. Ông dựa vô chỗ nào mà ông nói là em Carl Rittenhouse là một phần trong lực lượng dân quân của ông Trump? Lực lượng nào? Ở đâu? Có bao nhiêu người? Toàn là những câu chuyện mạ lị, vu khống, phỉ báng một cậu bé. Vị thanh niên. Vị thanh niên. Nghe này, tôi không đủ thông tin về những gì cậu bé 17 tuổi chính xác đó đã làm, nhưng cậu ta bị cáo buộc là một phần của lực lượng dân quân đến từ tiểu bang Illinois. Joe Biden nói rõ ràng như vậy đó. Ông Biden còn tiếp tục nói như sau. Bạn có bao giờ nghe ông tổng thống này, tức là chỉ ông Trump đó, nói một điều tiêu cực về những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng chưa? Bạn đã từng nghe chưa? Ông Trump đã gọi những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng tại cuộc bạo động Charlottesville năm 2017 là để trong mặt những người rất tốt. Thật sự là đáng kinh ngạc khi ông Biden tự tin. Tự tin đến nỗi cứ lặp đi lặp lại cái lời nói dối mà chúng tôi gọi là gì? Born to lie. Được bóc trần một cách triệt để này. Thằng cha này là thằng cha nói dối bẩm sinh. Hồi đi học đã copy bài vở của người ta rồi. Cho nên học giỏi lắm. Đứng 76 trên 78 là như vậy. Thực tế, ông Trump đã dứt khoát một cách rất rõ ràng, mạnh mẽ và lên án các quyền thượng tôn da trắng sau cuộc bạo động tháng 8 năm 2017. Ngay sau khi xảy ra bạo động, ông Trump có nói như sau. Mời quý vị nghe cái video sau đây. Thank you. I'm in Washington today to meet with my economic team about trade policy and major tax cuts and reform. We are renegotiating trade deals and making them good for the American worker. And it's about time. Our economy is now strong. The stock market continues to hit record highs. Unemployment is at a 16-year low. And businesses are more optimistic than ever before. Companies are moving back to the United States and bringing many thousands of jobs with them. We have already created over 1 million jobs since I took office. We will be discussing economic issues in greater detail later this afternoon. But based on the events that took place over the weekend in Charlottesville, Virginia, I would like to provide the nation with an update on the ongoing federal response to the horrific attack and violence that was witnessed by everyone. I just met with FBI Director Christopher Wray and Attorney General Jeff Sessions. The Department of Justice has opened a civil rights investigation into the deadly car attack that killed one innocent American and wounded 20 others. To anyone who acted criminally in this weekend's racist violence, you will be held fully accountable. Justice will be delivered. As I said on Saturday, we condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence. It has no place in America. And as I have said many times before, no matter the color of our skin, we all live under the same laws. We all salute the same great flag. And we are all made by the same Almighty God. We must love each other, show affection for each other, and unite together in condemnation of hatred, bigotry, and violence. We must rediscover the bonds of love and loyalty that bring us together as Americans. Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists, and other hate groups that are repugnant to everything we hold dear as Americans. We are a nation founded on the truth that all of us are created equal. We are equal in the eyes of our Creator. We are equal under the law. And we are equal under our Constitution. Those who spread violence in the name of bigotry strike at the very core of America.
2 days ago, a young American woman, Heather Hare, was tragically killed. Her death fills us with grief, and we send her family our thoughts, our prayers, and our love. We also mourn the 2 Virginia State Troopers who died in service to their community, their Commonwealth, and their country. Troopers Jay Cullen and Burke Bates exemplify the very best of America, and our hearts go out to their families, their friends, and every member of American law enforcement. These 3 fallen Americans embody the goodness and decency of our nation. In times such as these, America has always shown its true character, responding to hate with love, division with unity, and violence with an unwavering resolve for justice. As a candidate, I promise to restore law and order to our country, and our federal law enforcement agencies are following through on that pledge. We will spare no resource in fighting so that every American child can grow up free from violence and fear. We will defend and protect the sacred rights of all Americans, and we will work together so that every citizen in this blessed land is free to follow their dreams in their hearts and to express the love and joy in their souls. Thank you. God bless you, and God bless America. Thank you very much. I'm in Washington today. Thank you. I'm in Washington today to meet with. Thưa quý anh chị em, là những gì mà quý vị nghe ông 45 nói năm ngoái giống như là còn văng vẳng đâu đây. Và chúng tôi xin gom lại những cái ý chính có liên quan đến câu chuyện này. Chúng ta không thể dung thứ sự thù hận, cố chấp và bạo lực nghiêm trọng này. Ông Donald 45 nói rất là rõ ràng, chuyện đó nó không có chỗ đứng ở đất nước Hoa Kỳ này. Ông là người chủ trương luật pháp và trật tự, law and order. Cho nên ông nói rất là rõ ràng, sự thù hận, sự cố chấp, sự bạo lực nghiêm trọng này dứt khoát không có chỗ đứng ở tại đất nước cờ hoa này. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là xấu xa, và những kẻ gây ra bạo lực dưới hình thức nào đi nữa, dưới danh nghĩa nào đi nữa, thì nó vẫn là tội phạm, là côn đồ, bao gồm cả bạn Ku Klux Klan, KKK, Tăng Quốc Xã, những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, là các nhóm thù hận khác, những kẻ đang ghét mọi thứ mà người Mỹ chúng ta yêu quý. Rõ ràng hơn nữa, ngay lập tức sau khi cái bình luận này, những người rất tốt của mình, ông Trump nói, tôi không nói về những người theo chủ nghĩa Tân Quốc Xã và những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. Bởi vì sao? Họ hoàn toàn phải bị lên án. Tại làm sao tối nay chúng ta tập trung vào chủ đề này? Bởi vì sao? Đó là những gì sẽ xảy ra tranh luận sắp tới. Cái gì đã làm cho ông 45 bị ra khỏi tòa bạch ốc? Họ bám vào đó, họ đi ăn gian nói dối, họ lợi dụng BLM, họ lợi dụng Antifa, lợi dụng các cái phiếu bầu vô danh, phiếu bầu bưu điện để người ta cướp chính quyền. Để mời quý vị nghe tiếp cái đoạn bình luận ở trên cái tờ Western Journal như sau. Ông Trump đã nêu rõ quan điểm của mình và tố cáo các phe phái cực đoan có mặt tại cuộc bạo động Charlottesville năm 2017 dưới thời cầm quyền. Tuy nhiên, bọn cánh tả lại tiếp tục tuyên bố cho đến ngày nay rằng ông Trump gọi những người theo chủ nghĩa cực đoan da trắng và Tân Quốc Xã là những người rất tốt, để trong ngoặc. Không còn gì để phủ nhận nữa. Ông Joe Biden đã hoàn toàn nói dối. Ông Trump đã tố cáo chủ nghĩa thượng tôn da trắng theo đúng nghĩa đen từ nhiều năm trước khi ông Joe Biden đưa ra tuyên bố điên rồ ngược lại trong cuộc vận động tranh cử với ông 45. Không chỉ sẵn sàng nói dối trắng trợn về đối thủ tranh cử của mình, ông tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ còn mờ ám chỉ rằng Rittenhouse là một thành viên theo dân quân chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Từ năm ngoái cho đến bây giờ đây đã ngồi trong tòa bạch ốc rồi mà chứng nào vẫn tật nấy. Tất nhiên Anderson Cooper là một người rất là xuất sắc ở bên đám thiên tả, đã khách quan không có chần chừ trước cái lời phát biểu vô căn cứ này của Joe Biden. Hơn một năm nay, các phương tiện truyền thông dòng chính đã đưa ra những tuyên bố hoàn toàn bịa đặt. Quý vị nên nhớ, các phương tiện truyền thông dòng chính của đám thổ tả đó, hơn một năm nay,
từ cái lúc mà xảy ra cái vụ đó đến giờ, họ luôn luôn đưa ra những tuyên bố hoàn toàn bịa đặt về Rittenhouse. Đó là lý do tại sao ông Biden cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi đưa ra hình ảnh của cậu thiếu niên và vào cái video trong cái chiến dịch quyền quyền thượng tôn gia cảnh của mình. Mời quý vị coi video sau đây. Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Sure, are you prepared to specifically do it? Well, go ahead, say, I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. You want to call them? What do you want to call them? Give me a name. White supremacists and right like me to condemn? White supremacists and right proud boys. Stand back and stand by. And to say that they need to. Quý vị vừa nghe cái một cái video ở trong cái chiến dịch của ông Joe Biden và cái cuộc chúng tôi gọi là đấu khẩu giữa ông 45 và Anderson Cooper. Quý vị thấy cái khí chất của ông 45, đó là lý do quý vị biết sao không? Ngày hôm nay ông tổng giám đốc của cái Taekwondo đó quý vị, World Taekwondo đó, đã đến Malago để trao cho ông 45 một cái giải thưởng. Quý vị có nghĩ rằng ở cái tuổi như thế này đây mà ông Donald 45 vừa nhận được một cái giải thưởng, người ta gọi là gì quý vị? Cao nhất để cửu đẳng quyền đai Thái Cực Đạo. Mời anh chị em trong nhà mình cho một tràng pháo tay, vỗ tay cho ông 45 nhà mình. Ông vừa mới nhận được một cái chức từ cái ông Lee Don Sup, tổng giám đốc của cái Taekwondo thế giới, đến tại Malago trao cho ông 45 một cái đệ cửu đẳng quyền đai Thái Cực Đạo. Quý vị thấy không? Một người ở cái tuổi như thế này đây mà còn vui vẻ với mọi sinh hoạt, còn ai đó thì đang lắc sắc lang sang mà còn ăn gian nói dối nữa. Trẻ. Rồi rất là nhiều bàn tay vỗ tay cho ông 45 nhà mình, quan hô ông 45 của chúng ta, trang mã We Love Trump, quý vị thấy chưa? À, ngày hôm nay ông 45 nhận cái giải thưởng đó. Okay. Nhưng mà riêng em địa hình vỗ tay thì YouTube xóa. Vỗ tay quá trời nó xóa hết rồi. Rồi cho Trần Quang đi tiếp cái phần chót của câu chuyện ngày hôm nay. Những hình đó, ok, ngắm quý vị đó, hình mới nhất nha. Ông 45 để cửu đẳng quyền đai Thái Cực Đạo. Nhà thì nhỏ nhưng mà có giỏ, đụng vô là coi chừng á. Ông Trump đã nêu rõ quan điểm của mình và tố cáo các phe cực đoan có mặt tại cuộc bạo động đó. Trẻ. Thưa các anh chị em, là qua câu chuyện đó thì chúng ta thấy cái gì? Gia đình Rittenhouse đã phản đối trước các cái lời vu khống này từ các phương tiện truyền thông và từ ông Tổng thống đang tại vị nắm quyền của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông David Hancock, người phát ngôn viên của Rittenhouse, đã nói với đài Fox News hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 11 rằng các phương tiện truyền thông đã hoàn toàn vô trách nhiệm và hành động một cách hoàn toàn đáng ghê tởm với toàn bộ tình huống này. Hết lần này đến lần khác, họ đã lan truyền cùng một thông tin sai lệch từ năm ngoái đến năm nay. Thiệt là kinh khủng và hoàn toàn kinh khủng. Kẻ. Mẹ của Rittenhouse cũng đã chỉ trích ông Joe Biden trong tuần này vì đã sử dụng hình ảnh của con trai bà trong chiến dịch video. Video này đã được tái chế lại chính cái dòng chữ bị bóc mẻ mà ông Trump đã sử dụng để lên án những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Wendy Rittenhouse đã nói với đài Fox News hôm ngày thứ Năm, khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi đã rất là sốc và tức giận. Ông Joe Biden không có biết một chút gì về con trai tôi cả. Nó là đứa đàng hoàng và nó không phải là người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Nó không phải là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tôi là mẹ nó. Tôi biết nó hơn chắc ai khác. Ông Biden đã làm điều đó để đi tranh cử, để lấy lòng cử tri. Và tôi rất tức giận với ông ta. Những gì ông ta đã làm với con trai của tôi, ông ấy đã bôi xấu con tôi khi cháu còn quá nhỏ. Thưa quý anh chị em, cái bà Wendy Rittenhouse bà nói như vậy đó thì quý vị, với những dữ kiện đó đó,
có đủ để bà gom hết tất cả các tang chứng, vật chứng, bằng chứng, cộng với cái bằng chứng hùng hồn nhất đó là Cal Snap Guilty vừa rồi, để su cho Joe Biden và đám truyền thông thanh tả, đám truyền thông cả chớn này, cộng với những celebrity hôm nay khóc lên khóc xuống, khóc cha khóc mẹ cho nó sút quần luôn. Làm sao mà có thể trách bà ấy được? Thiệt là tồi tệ khi các phương tiện truyền thông đã cố gắng bôi nhọ tên của đứa trẻ này trước dư luận. Nhưng đối với một ứng cử viên tổng thống, việc xếp những đứa trẻ vào hàng ngũ những kẻ phân biệt chủng tộc xấu xa lại một vấn đề hoàn toàn khác. Rằng thì là có một người nào đó trong tòa Bạch Ốc hầu như đã không quan tâm đến nguyên tắc cơ bản của sự suy đoán vô tội là gì. Thiệt là điều đáng sợ, cho chừa cái tội cầm đèn đi trước ô tô. Thưa quý vị, vừa rồi là bài bình luận ở trên tờ Western Journal do bạn Nguyên Hương chuyển dịch. Chúng tôi cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngọc Phạm và Đăng Quang cũng đã theo đuổi câu chuyện này suốt cả một tiếng đồng hồ nay. Ngoài cái phần điểm tin bình luận, cho chúng tôi gửi lời cảm ơn một lần nữa đến các anh chị em đã tham dự vào chương trình tối hôm nay. Cái live chat có một tiếng đồng hồ 7 phút, nhưng đã cho chúng ta một cái không khí thân tình trong cái tình anh em cánh hữu. Ngọc Phạm và Trần Quang xin chấm dứt ở đây và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tối mai, tối Chủ nhật, để coi thử chúng ta có thời gian đọc Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối hay không, hay là chúng ta lại tiếp tục với những câu chuyện thì là mình sẽ đi follow theo. Chúng ta phải tiếp tục những câu chuyện, bởi vì sao? Câu chuyện của Green House nó đang ở cái thế sôi động và có rất là nhiều bài bình luận, có rất là nhiều góc nhìn để chuẩn bị cho những sự kiện chúng tôi gọi là cuộc chiến đấu chỉ vừa bắt đầu. Rồi, xin chấm dứt ở đây và xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin Ngọc Phạm và Trần Quang xin lưu luyến chia tay quý vị. Và bây giờ mỗi ngày chúng ta lại có một cái niềm vui mới hơn, phải không? Và gia đình mình thấy làn sóng đỏ đang trỗi dậy. Và hy vọng rằng những cái gì mà chúng ta lâu nay uất ức lâu nay sẽ không còn nữa, sẽ tan biến, phải không quý vị? Rồi, good night quý vị, và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Good night.